Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Ok chưa? Đó, về phần khổ thơ đầu tiên thì chị đã cùng với các bạn trao đổi ở trong buổi trước rồi. Đó chính là gì? Là con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Chúng ta có những vần thơ đầu tiên như một lời thông báo của tác giả, vì đã có thể đến với lăng của người, đã có thể đến bên người. Cái cách xưng hô con bác, một cách xưng hô rất đỗi giản dị, gần gũi nhưng cũng chan chứa cái tình cảm thiêng liêng, chan chứa cái tình cảm kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc, đúng không nào? Sau đó thì hình ảnh gây ấn tượng đối với tác giả khi đến bên Lăng Bác đó chính là hình ảnh hàng tre. Hàng tre ở đó không chỉ có ý nghĩa tả thực là miêu tả cái khung cảnh xung quanh Lăng Bác, mà còn đem đến cho chúng ta một cái ý nghĩa biểu tượng, đó là biểu tượng về những con người Việt Nam, về dân tộc Việt Nam luôn sát cánh bên người và thực hiện cái lý tưởng của người, đúng không nào? Bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang khổ thơ thứ hai. Chúng ta có khổ thơ thứ hai. Ok chưa nào? Khổ thơ thứ hai các bạn sẽ cùng với chị ghi ra nhá. Chúng ta sẽ thuộc thơ luôn này. Đó, cái phần thuộc thơ này khi mà chúng mình làm đề chắc chắn các em sẽ thấy được vai trò của nó. Nếu như chúng ta không thuộc thơ thì có rất nhiều đề bài không trích thơ ra cho chúng mình. Đấy, thế nên rằng là bắt buộc các em phải thuộc thơ nhá. Và việc mà chúng mình thuộc thơ cũng là một yếu tố giúp cho chúng ta nắm chắc được hơn về kiến thức nền đấy. Chúng ta có những vần thơ như sau. Đến với khổ thơ thứ hai với nội dung là gì nhỉ? À, cảm xúc của tác giả khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác với những dòng thơ. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ. Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Rồi, với những vần thơ này thì các bạn cùng với chị bước đầu tiên, chúng ta sẽ cùng với nhau chỉ ra những cái biện pháp tu từ và những hình ảnh đặc sắc ở trong khổ thơ này để xem chúng mình sẽ phân tích như thế nào nhá. Ok chưa? Thì một cái trình tự phân tích thường thấy của chúng ta đối với các tác phẩm thơ là gì? Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ đi theo cái trình tự như vậy nhá. Đầu tiên này, ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Đầu tiên chúng ta chú ý đến hai câu thơ này. Hai câu thơ này miêu tả cho chúng ta điều gì đây? Đầu tiên thấy xuất hiện hình ảnh mặt trời, đúng không? Hình ảnh mặt trời và bên dưới cũng là hình ảnh mặt trời. Nếu như đặt ra câu hỏi là hai từ mặt trời này thì đâu là nghĩa tả thực và đâu là ý nghĩa ẩn dụ, thì chúng ta sẽ thấy mặt trời đầu tiên, đây là mặt trời của thiên nhiên, đúng không? Mặt trời của thiên nhiên. Đó, mặt trời này thì đi qua trên lăng là ngày ngày nó cho thấy cái gì nhở? À, cho thấy được cái nhịp bước của thời gian, cho thấy cái sự tuần hoàn, đúng không nào? Đấy, cho thấy sự tuần hoàn của thời gian. Đấy là một cái quy luật hết rất đỗi bình thường thôi. Nhưng mặt trời ấy lại thấy trong lăng có một mặt trời rất đỏ. Mặt trời này, mặt trời thứ hai này chính là ẩn dụ, đúng chưa? Chính là ẩn dụ. Tại sao lại gọi là ẩn dụ và ẩn dụ cho điều gì? Chúng ta thấy này, giữa mặt trời của tự nhiên. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Thì chúng ta thấy có điểm tương đồng, đúng không? Có điểm tương đồng bởi vì sao? Nếu như mặt trời của tự nhiên đem đến sự sống này, đem đến ánh sáng, đem đến sự sống,
cho muôn loài, đúng không? Thì công lao của Bác Hồ cũng đã đem đến cho chúng ta cái cuộc sống mới, cái cuộc sống giúp cho muôn triệu người dân Việt Nam được sống một cuộc sống của con người, đúng không nào? Sống một cuộc sống độc lập và tự do. Giữa hai hình ảnh này có sự tương đồng. Bởi vậy, đây là ẩn dụ các em nhé. Thế là từ đây chúng ta cũng xác định được, một khi các em phân vân giữa ẩn dụ và hoán dụ, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu, thứ nhất là cái hình ảnh ẩn sau đấy là gì và mối quan hệ giữa hai hình ảnh này là như thế nào. Nếu như có sự tương đồng, tức nghĩa có sự giống nhau ấy, chúng ta có thể dùng từ như để khôi phục mối quan hệ giữa hai hình ảnh này. Ví dụ như là mặt trời ở trong lăng giống như công lao của Bác, hay là công lao của Bác giống như vầng thái dương, giống như mặt trời. Đúng không? Nhá, thì đấy là biện pháp ẩn dụ. Còn nếu như chúng ta không thể khôi phục bằng từ như vậy được ấy, không thể đặt hai hình ảnh trên cái bình diện so sánh như vậy được, thì đấy là hoán dụ, được không? Nhá, một cái mẹo nho nhỏ để khi mà chúng mình phân biệt ẩn dụ và hoán dụ là như vậy. Thế thì ở đây không chỉ dừng lại ở cái việc ca ngợi công lao của Bác thông qua hình ảnh mặt trời, mà tác giả còn nhấn mạnh này, rất đỏ, được không? Điều này cho thấy điều gì? À, nhấn mạnh một lần nữa cái công lao to lớn ấy và cái công lao của người còn khiến cho mặt trời của thiên nhiên phải ngưỡng vọng, phải kinh nể, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, đấy là hai câu thơ đầu tiên. Hai câu thơ đầu tiên đã đưa chúng ta đến với những cái dòng cảm xúc của tác giả khi cùng với dòng người vào lăng viếng Bác. Ở đó, cái niềm cảm xúc thân thương, cái sự kính trọng, cái sự mến yêu của tác giả được gửi gắm thông qua cái sự cảm nhận khi mà tác giả đây quan sát thấy, đúng không? Nếu như vòng tuần hoàn của tự nhiên là ngày ngày mặt trời thiên nhiên đi qua trên lăng, thì ở trong lăng luôn có một mặt trời sáng tỏ, luôn có một mặt trời rất đỏ tỏa sáng. Đó chính là công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ok chưa nào? Nhá, rồi đấy là hai câu đầu. Tiếp tục hai câu sau này. Hai câu sau, chúng ta thấy ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Tiếp tục là điệp từ ngày ngày, đúng không? Đó, điệp từ ngày ngày chúng mình nhìn này. Điệp từ này thì để nhấn mạnh cái gì đây? À, nhấn mạnh sự chảy trôi của thời gian, đúng không nào? Và dù có thời gian trôi qua như thế nào thì hàng ngày, hàng giờ vẫn luôn luôn, chúng ta vẫn luôn luôn hướng về Bác với cái tấm lòng kính trọng nhất, đúng không? Đây, ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thì luôn thấy ở trong lăng có một mặt trời rất đỏ, tức nghĩa là công lao của Bác thì vẫn luôn luôn tỏa sáng, vẫn luôn luôn rạng ngời, và chính là cái lý tưởng để soi đường tỏ lối cho dân tộc. Thế còn ở đây, ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, có khi nào người dân Việt Nam vơi đi cái nỗi nhớ thương, vơi đi cái lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Không bao giờ, đúng không nào? Thế nên điệp từ này là nhấn mạnh. Đấy, nhấn mạnh, nhấn mạnh sự tuần hoàn của thời gian, nhưng cùng với đó nó giống như là một sự vĩnh cửu ấy, của tình người. Đó, vĩnh cửu của tấm lòng con người. Thì ở đây, sau hình ảnh mặt trời là hình ảnh dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Tràng hoa ở đây không chỉ là hình ảnh tả thực, là những vòng hoa dâng lên người, đúng không? Mà nó còn cho thấy là dòng người này kết thành những tràng hoa, đó là dâng lên người những gì tươi thắm nhất. Đó, tức nghĩa là dâng lên cái tấm lòng thành kính nhất. Và dòng người ấy cũng chính là một tràng hoa. Đó, đúng không nào? Và dòng người ấy đã kết thành một cái tràng hoa đứng quanh lăng Bác, đúng không nào? Đó, một hình ảnh rất đẹp, không chỉ là cho thấy một hình ảnh thực là những tràng hoa, là những vòng hoa khi mà mọi người đến viếng thăm lăng Bác, mà ở đây còn cho thấy cái tấm lòng thành kính của người dân khi mà đến thăm lăng Bác nữa, đúng không nào? Và đây, 79 mùa xuân là biện pháp gì đây nhở? Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Đúng rồi, ở đây chúng ta thấy có biện pháp hoán dụ này. Ok chưa? Hoán dụ, thế tại sao lại là hoán dụ? Chúng ta thấy nhá, 79 ở đây không phải là một con số bình thường, đúng không? Đó chính là tương ứng với cả cuộc đời của Bác, đúng chưa? Đó, tương ứng với cả cuộc đời của Bác luôn. Cả đời người vì nước vì non đấy, đúng không nào? Thế nên ở đây là ở đây chúng ta còn thấy nhá, 79 mùa xuân, tức nghĩa là 79 năm
cuộc đời của Bác, đúng không nào? Từ 79 mùa xuân đấy hoán dụ cho 79 năm cuộc đời của Bác. Thế thì ở đây chúng ta thấy được tác dụng của biện pháp đấy là gì? À, đã cho thấy được rằng là gì? Cả cuộc đời của Bác đẹp như những mùa xuân, đúng không? Cả cuộc đời của Bác đẹp như những mùa xuân, và Bác cũng chính là người đã làm ra mùa xuân của dân tộc. Thế nên cái tràng hoa này, các em thấy cái mối quan hệ chưa? Mùa xuân là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc và là mùa của những bông hoa tươi thắm nhất. Thì ở đây kết tràng hoa dâng lên, tác giả không nói là dâng lên 79 năm cuộc đời của Bác, đúng không? Không nói một cách trực tiếp là kết tràng hoa để bày tỏ cái tấm lòng kính yêu và biết ơn của mình, mà ở đây tác giả dùng một hình ảnh rất hay, đó chính là 79 mùa xuân. Nó có sự liên kết, đúng không nào? Nó có sự hòa hợp và nó có sự thống nhất với hình ảnh tràng hoa ở phía trên, đúng không? Ok chưa? Nhớ, thế nên ở hình ảnh này chúng ta không chỉ hiểu đơn giản đấy là 79 năm cuộc đời của Bác, mà chúng ta còn thấy được cái tấm lòng của tác giả khi ẩn sau mỗi hình ảnh, ẩn sau mỗi câu thơ đều là những gì tươi thắm nhất, đều là những gì tốt đẹp nhất, mong muốn để có thể ca ngợi cuộc đời của Bác, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, thế ở đây chúng ta sẽ có những ý như thế nào đây? Đó, thì đấy cũng chính là cái cách học của chúng mình. Nếu như mà bạn nào bây giờ chúng ta đang ôn tập lại kiến thức nền như thế này nhá, chúng ta đầu tiên thuộc thơ này, sau đó các em hãy dùng bút của mình, chúng ta gạch chân dưới những hình ảnh quan trọng, dưới những biện pháp tu từ quan trọng, được không? Ok chưa? Thì như vậy chúng ta chủ động nhá, không phải là nhìn vào tài liệu xong rồi mình gạch, mà ở đây mình đọc xong hết đi, mình học xong hết rồi, đúng không? Học trong tài liệu các thứ xong hết rồi đi, bây giờ muốn kiểm tra lại kiến thức của các em, xem các em nhớ được đến đâu, thì các em nên dùng cách này thay vì việc là chúng ta ngồi đọc, đọc đi đọc lại nhiều lần, hay là thay vì việc chúng ta chỉ dùng những gạch đầu dòng khác nhau, được không? Ok chưa nào? Đó, bình thường nếu chúng mình chỉ dùng những cái gạch đầu dòng, tức nghĩa là bây giờ, bây giờ em muốn nhớ lại kiến thức nền của khổ thơ thứ hai trong bài thơ Viếng Lăng Bác, em có gạch đầu dòng đầu tiên đấy, thì mình như thế mình sẽ nhớ một cách rất là máy móc, được không? Nhớ một cách rất là máy móc, trong khi những kiến thức mình cần phải phân tích thì nó hiện hiện hết ở trên trang thơ rồi. Chúng ta đều đi từ nghệ thuật rồi đến nội dung. Ok chưa? Rồi, thế với khổ thơ thứ hai này, nội dung chính là gì? Là cảm xúc của tác giả. Khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta thấy này, chúng ta thấy được cái quan sát của tác giả, đôi mắt quan sát của tác giả với hình ảnh mặt trời. Mặt trời trong câu thơ đầu tiên là mặt trời của tự nhiên. Đúng không nào? Là mặt trời ngày ngày đi qua trên lăng. Là mặt trời cho thấy sự tuần hoàn của thời gian. Là mặt trời đã đem đến ánh sáng, đem đến sự sống cho muôn loài. Và mặt trời thứ hai là hình ảnh mặt trời trong câu 2. Đó là mặt trời trong lăng. Đấy chính là ẩn dụ cho công lao to lớn của Bác. Bởi vì sao? Bởi vì đây, Bác đã đem đến một cuộc sống mới, một trang sử mới cho dân tộc. Đó là một dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Thì nó cũng giống như là gì? Đấy, cũng giống như là muôn loài được tận hưởng thứ ánh sáng, cái sự sống được ban phát từ ánh sáng của mặt trời thiên nhiên, đúng không? Và ở đây chúng ta cũng có thể ví, bởi vì bình thường người ta vẫn hay ví là gì? Công lao của Bác như vầng thái dương, đúng không? Công lao của Bác như vầng thái dương. Thì rất dễ thấy mặt trời ở đây chính là ẩn dụ cho công lao của người. Cái thứ hai nữa, mặt trời trong lăng này là một mặt trời rất đỏ.
Đúng chưa? Tức nghĩa là nhấn mạnh. Đấy, nhấn mạnh vai trò này. Nhấn mạnh cái tình cảm này. Không bao giờ nguội lạnh, đúng không nào? Tình cảm của ai? Tình cảm của bác. Dành cho nhân dân, dành cho dân tộc. Và chính cái điều rất đỏ đấy cũng khiến cho mặt trời của tự nhiên. Dường như cũng đang phải nghiêng mình. Thành kính. Hai câu thơ khiến cho chúng ta cảm nhận được điều gì đấy? À, hai câu thơ khiến cho chúng ta cảm nhận được cái sự kính trọng, đúng không nào? Sự kính trọng. Lòng biết ơn. Và mong muốn ca ngợi công lao của bác. Được không nào? Ok chưa? Nhá, đấy, đấy chính là hai câu thơ đầu. Tiếp tục, hai câu thơ sau chúng ta có hình ảnh gì đây? Hai câu thơ sau hãy chú ý điệp từ ngày ngày nhá. Ok chưa nào? Điệp từ. Không chỉ khẳng định cái gì? À, khẳng định cái nhịp bước của thời gian. Nhịp bước tuần hoàn của thời gian mà còn cho thấy cái gì đây? Khẳng định hay là nhấn mạnh đấy? Nhấn mạnh cái tấm lòng bền bỉ, đúng không? Sự vĩnh cửu trong trái tim. Biết ơn luôn hướng về người. Em hiểu ý này không nhở? Tức nghĩa là sao? Ngày ngày ở đây nó không chỉ là cho chúng ta thấy là hàng ngày hàng giờ đều như thế, đúng không? Mà ngày ngày ở đây còn khẳng định là dù có thời gian trôi qua như thế nào thì tấm lòng của nhân dân, tấm lòng của tác giả đối với bác sẽ luôn luôn vẹn nguyên, sẽ luôn luôn thành kính như thế. Ok chưa? Rồi, đấy nhá. Tiếp tục chúng ta còn thấy này, đó chính là hình ảnh con dòng người đi trong thương nhớ. Dòng người đi trong thương nhớ, đúng không? Và thứ hai nữa là kết tràng hoa. Là gì đây? Không chỉ có ý nghĩa tả thực nhá. Đầu tiên ý nghĩa tả thực là những vòng hoa, những đóa hoa mà người dân dâng lên người, đúng không nào? Mà nó còn cho thấy là người ta, tất cả chúng ta, những người con của đất nước Việt Nam đang dâng lên người những gì tươi thắm nhất bằng cái tấm lòng thành kính nhất. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học đúng văn chưa? Chị Hiên để thôi nào. Cuối cùng chúng ta có hình ảnh là 79 mùa xuân. Ở đây là hình ảnh hoán dụ cho cuộc đời của bác. Đó là một cuộc đời đẹp đẽ biết bao, đúng không nào? Vĩ đại. Ok chưa? Giúp làm ra những mùa xuân của đất nước. Đó, ok chưa? À, chị có thể nói lại chỗ rất đỏ được không ạ? À? Do máy em bị đứng nên phải khởi động lại. Rồi, ở đây, chỗ rất đỏ đây nhá. Đó, từ rất đỏ này dùng để miêu tả mặt trời trong lăng. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là nhấn mạnh vẻ đẹp, nhấn mạnh cái công lao to lớn của bác đối với dân tộc, đúng không? Thì rất đỏ này nó nhấn mạnh một cái sắc thái như thế nào? Là, à, nó giống như là một trái tim luôn luôn nồng cháy, một trái tim luôn không bao giờ ngừng nhịp,
Đúng chưa? Và cái màu đỏ đấy là cho thấy bác luôn tỏa sáng, công lao của bác luôn tỏa sáng, luôn có ý nghĩa đối với chúng ta, mặc dù bác đã ra đi. Và cái thứ hai, nó cũng khẳng định là cái tình cảm của bác dành cho đất nước, dành cho dân tộc sẽ không bao giờ nguội lạnh, đúng không? Lúc nào nó cũng luôn rực đỏ. Đó, ok chưa? Nhá. Ừ. Ok không? Bác ơi, tim bác mênh mông thế đấy, đúng không? Ôm trọn non sông cả kiếp người. Đấy thì chúng ta thấy được rằng là gì? Là những cái hình ảnh mà tác giả sử dụng. Đây là một bài thơ rất nhiều những hình ảnh ẩn dụ này, hoán dụ này, nhiều những hình ảnh biểu tượng. Thế thì khi mà chúng mình phân tích những hình ảnh đó, các em đừng bị lúng túng. Chúng ta cứ đi từ ý nghĩa tả thực trước, sau đó thì nêu ra ý nghĩa ẩn đằng sau đấy là gì và chỉ ra đấy là biện pháp ẩn dụ hay là hoán dụ, và biện pháp đó nó có tác dụng như thế nào, giúp cho chúng ta cảm nhận được, giúp cho chúng ta hình dung được một cách thật là rõ ràng này, đúng không? Một cách thật là hàm xúc về những công lao của bác, về tình cảm của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cũng là khơi gợi lên trong lòng bạn đọc cái gì đấy? À, tình cảm dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ok chưa nào? Rồi, đấy là khổ thơ thứ hai nhá. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào.